Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên học tại các trường đại học ra trường thất nghiệp và làm không đúng ngành nghề ngày càng cao. Điều đó đã tác động không nhỏ đến xu hướng chọn ngành nghề của học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12. Bên cạnh đó, việc đổi mới chất lượng đào tạo, nhu cầu thị trường về thợ có tay nghề cao và khả năng có việc làm ngay sau khi ra trường là lý do tạo nên sự hấp dẫn của các trường nghề với phụ huynh và học sinh. Lý do em chọn trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là vì trường có mô hình đào tạo tốt và trường có cam kết 100% việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Em chọn trường nghề này một phần là do đam mê của em, một phần là do xu thế xã hội là sau này xã hội sẽ chuyên sâu về kỹ năng thực hành sau khi ra trường hơn. Là bây giờ học nghề thì sẽ được tiếp xúc nhiều với trang máy móc thiết bị và được nâng cao trình độ tay nghề. Đi học tập ở công ty ngoài mình trau dồi kiến thức luôn từ trong lúc học rồi. Xong đi ra ngoài mình sẽ tự tin hơn để làm với công ty bên ngoài khác. Khác với mô hình đào tạo khác, các trường nghề luôn gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên làm quen với công việc, mô hình sản xuất chuyên nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà trường đã áp dụng cái chương trình 5S ở trong Việt Nam ta hay là các nước phát triển đã áp dụng rất nhiều, hay là các cái công ty người ta đều rất là ủng hộ những cái chương trình 5S của chúng tôi, bởi vì là trường chúng tôi là trường mới, nhưng cái chương trình 5S này nó được đưa vào ngay từ khi bắt đầu vận hành nhà trường và học sinh đã được học cái này. Thì với cái môi trường sư phạm như thế thì để đạt được hướng tới cái chuẩn quốc tế nhanh hơn thì chính là một cái mục đích mà sinh viên sẽ chọn trường chúng tôi. Trong những năm gần đây thì cái công tác tuyển sinh của trường mỗi năm thì một khởi sắc hơn. Năm 2018 thì số lượng tuyển sinh của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều so với năm 2017 và những năm trước, có thể nói là tăng gấp 3 đến 4 lần năm 2017. Nhà trường đã ký kết hợp tác với rất nhiều các doanh nghiệp ở trong nước và ngoài nước. Trong các hợp đồng ký kết này thì các doanh nghiệp đã cam kết tiếp nhận sinh viên của trường về làm việc sau khi học xong và được nếu như thực tập tại doanh nghiệp đó. Và nhà trường cũng cam kết là nếu như không bố trí được việc làm cho sinh viên thì sẽ hoàn lại học phí 100% cho sinh viên trong suốt cả khóa học. Nhà nước đã có cái định hướng từ rất lâu nhưng mà người dân cũng chưa được ủng hộ nhiều lắm. Nhưng về gần đây thì cái sự chứng minh đấy nó đã hiện ra rất nhiều rồi. Các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như thế mà doanh nghiệp nước ngoài đã vào Việt Nam chúng ta rất nhiều. Thì chính vì thế là cái lượng lao động, người ta gọi là lao động trí óc. Ở đây không phải là chỉ có bàn giấy là trí óc, mà lao động chính là những cái công nhân của tôi vẫn là lao động trí óc. Thì nó đấy là một trong những cái mà sẽ chuyển dịch dần dần sang cái học nghề. Việc các trường nghề thu hút đông thí sinh đã chứng tỏ năng lực và thương hiệu qua số lượng học viên ra trường có việc làm tốt, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Từ đó, xóa dần khoảng cách thừa thầy thiếu thợ vốn là bài toán nan giải của ngành giáo dục lâu nay.